Hello cả nhà. Thì bữa nay á, là mình đi ra mình bón phân cho tất cả cái vườn của nhà mình ha. Thì đây là cái loại mà mình cái loại này nè. Đây là cái loại mà mình bổ sung thêm để cho cái này á, thì mình làm mỗi tuần nha cả nhà. Và mình cũng có lấy lại vỏ trứng nè. Thì cái vỏ trứng này mình cũng bổ sung thêm thôi, tại vì cái này vỏ trứng là nó có chất calcium nhiều ha. Thì khi mà mình rắc nó lên thì nó cũng sẽ rất tốt cho cây. Và cái loại này á, nó là loại bột nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình sẽ rải nó xung quanh những cái cây của mình nè con. Rồi thì cái này mình không có cần phải rải nhiều lắm nha cả nhà, mình cứ như vậy nè đó. Cái phân này nó hơi bốc mùi dữ lắm đó, thì mình cứ con ấy theo cái tay mẹ nè, thấy không, đừng có rải sát vô mấy cái thân cây nha cả nhà. Rồi để mẹ đi qua cái cây bầu nè, là mẹ làm ở đây luôn cũng được nè, mẹ làm đây nè, vậy nè. Rồi những cái hàng này á thì mình làm ở giữa đây nè, con thấy không đó, không có cần phải rải nhiều nha cả nhà, tại vì khi mà mình rải xong như vậy á mình sẽ tưới thêm nước nha. Đó mình cứ rải hàng hàng như vậy nè. Thấy được không con? Dạ. Yeah. Con có để vô thấy nó được mẹ làm những cái hàng hàng này không? Dạ. Yeah. Ok. Rồi. Thúi quá. À. Ừ cái này cái mùi phân này nó hơi nồng nha cả nhà. Thì thằng nhỏ nó nói chuyện nó nghe không nổi. Rồi, đây để mẹ làm cái hàng cải này luôn. Rồi. Qua đây con, mình lấy cho cây bưởi nè, cây bưởi này thì nó lên tốt nè. Rồi cả nhà ơi, khi mà mình bón phân cho nó xong hết như vậy á thì mình sẽ tưới sơ nước cho nó một lớp nước ha cả nhà, để cho nó tan ra bớt cái mùi nồng của nó đó. Thì tại cái mùi này á, ruồi nó lại dữ lắm đó. Thì bây giờ mình sẽ tưới sơ như vậy ha cả nhà. Mình tưới xong là mình sẽ làm tới cái vỏ trứng này nha cả nhà. Đó, cái vỏ trứng này nè. Và bây giờ mình sẽ làm tới cái vỏ trứng nha cả nhà. Thì cái này đó mình cứ rải nó lên như vậy nè. Đó. Hồi nãy mình rải phân xong rồi mình rải cái này luôn cũng được nha cả nhà. Rồi để cho khi mà mình tưới nước á thì nó cũng sẽ rửa trên mấy cái lá luôn. Cái này là cái thùng rau muống của mình nè. À.
cứ mỗi một tuần á mình cứ làm cho nó một lớp mỏng ở trên vậy đó cả nhà. Thì phân bột hồi nãy mình rải á với lại cái lớp này thì giống như mỗi tuần nó cứ build lên thêm một lớp vậy đó. Và nó trồng chất thì nó cũng sẽ tốt cho cây của mình lắm nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm hết những cái ấy nha cả nhà. Cả nhà ơi, mình cũng đã có, tại vì trứng mình cũng có được thêm một, mình không có đủ á, cho nên thì mình cứ sẽ làm tiếp như vậy đó. Và đây mình rải cũng được một mớ rồi ha. Thì video của mình tới đây cũng hết nha cả nhà. Nếu mà các bạn thấy thích thì like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha cả nhà. Bây giờ video của mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt. Bye bye.